Joanne kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và chúng ta quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là cái tình hình cuộc chiến mà cả thế giới đang lo lắng, bận tâm. Không biết cuộc chiến tranh này nó như thế nào. Khi chúng ta đã có một cuộc chiến tranh khác, nó vẫn đang còn hiện diện ở đó. Càng ngày nó càng kịch liệt giữa ông Putin và phía bên Zelensky mà chúng ta đã theo dõi gần cả 2 năm. Thì bây giờ chúng ta lại phải nhức đầu nhức óc với cái cuộc chiến tranh mới, mà thấy cái dấu hiệu là nó không tốt chỗ nào hết. Tình hình nó càng ngày nó càng thay đổi. Thì các cô chú anh chị em cũng biết á, là chúng ta hơi mệt mỏi và lo lắng. Vì thực tế á, nói chung một cái điển tin á, là Nguyên mới vừa cái telephone lúc nãy nó mới vừa hiện ra một cái sự việc mà làm cho Nguyên đúng ra nó không liên quan đến bản tin này, nhưng mà làm cho Nguyên phải nói với các quý vị để cho các vị hiểu cái sự lo lắng nó như thế nào. Nó mới vừa hiện ra chưa được mấy phút, nó báo tin cho Nguyên biết mùa đông năm nay vấn đề dịch bệnh, có thể chúng ta phải giãn cách xã hội. Một cái câu nói thôi làm cho Nguyên các quý vị đổ mồ hôi hột. Tất nhiên là cái điều này nó còn chưa đến mùa đông, tình hình như thế nào thì chúng ta chưa rõ. Nhưng mà có một cái tờ báo nó mới gửi cho Nguyên với cái tựa đề như vậy. Nguyên chưa có đọc, mà Nguyên cũng không muốn đọc rồi. Bởi vì Nguyên bị ám ảnh đó, bị ám ảnh sợ, sợ đến mức độ mà không muốn đọc, không dám đọc nó, không dám đọc nó. Nên là cái vấn đề dịch bệnh nó là một cái khủng hoảng đối với Nguyên, một cái sự việc mà Nguyên nói là chưa bao giờ có trong cuộc đời của mình cảm giác cái thế giới này nó mất tự do như vậy. Và sau cái dịch bệnh thì nó đến chiến tranh. Nên là bởi vì có nhiều sự việc xảy ra trong vòng 3, 4 năm nay, nó đã dẫn đến cái thảm họa của nhân loại, nhưng không thấy cái dấu hiệu kết thúc. Không thấy cái dấu hiệu kết thúc. Và bây giờ thì cuộc chiến tranh giữa hai bên mà chúng ta đều theo dõi mấy ngày hôm nay, đặc biệt là cái cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái, đã dẫn đến cái sự Do Thái đáp trả một cách kịch liệt vào đất nước Palestine. Thì bây giờ cái dấu hiệu đúng ra là 5-6 ngày cuộc chiến nó đã đánh rồi, đúng ra nó phải hạ nhiệt, và nó phải đúng ra nó phải kết thúc một cách lẹ làng. Vì thực tế phía bên Hamas, hay mình nói là chính phủ Palestine, không có cửa để đánh với Do Thái. Về lực lượng quân sự không có cửa, thì đúng ra không có chuyện gì mà phải lớn mạnh hết. Nhưng đây không phải là như vậy. Các quý vị chuẩn bị, Nguyên không có hù dọa ai hết. Đừng nói là mỗi lần nghe chương trình của Nguyên là nó hù dọa mình không. Mình sợ. Không có. Nguyên chẳng có hù dọa, mà cũng không phải là cái hù dọa là cái niềm vui đâu. Mà hù dọa, Nguyên chỉ có phân tích qua những bản tin mà Nguyên nhận được, và Nguyên có thể đánh giá được cái sự việc xảy ra trong tương lai nó như thế nào. À các quý vị, trong tương lai nó như thế nào. Và cái điều này nó là cái điều quan trọng mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Nguyên không có nhắc dịch bệnh, Nguyên không muốn nhắc đến, nó mới gửi Nguyên nói là Nguyên chỉ nói với các vị là cái khủng hoảng nó còn lo cho Nguyên sợ tới ngày hôm nay, chứ Nguyên không muốn nhắc tới nó. Thực tế là không muốn nhắc tới nó, đừng có nhắc với Nguyên cái vấn đề đó. Giống như là mình càng không nhắc thì nó xa mình ra đó. Giống như là la, tránh xa tao ra đó. Đó, nó vậy các vị. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục tập trung vấn đề chiến tranh lớn rộng như thế nào, để cho các quý vị thấy rõ được là cái cuộc chiến tranh này nó lớn rộng ra sao. Hiện bây giờ, đầu tiên nhất thì chưa bao giờ có cái sự hiện diện của Mỹ lẹ làng như vậy. Ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Antony Blinken, một khuôn mặt quá quen thuộc với cả thế giới, thì ông ta đã đến Do Thái ngày hôm nay. Có thể nói là chưa bao giờ lẹ như vậy. Mới có cuộc chiến tranh, Mỹ viện trợ, Mỹ gửi hàng không mẫu hạm, Mỹ gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao liền. Bởi vì giữa Do Thái và Mỹ là một cái liên minh lâu đời. Có thể nói là đối với đất nước Mỹ, cái người có thể nói là liên minh và thân cận nhất không ai bằng Do Thái. Nên là cái sự hiện diện nhanh lẹ của Mỹ đó là chuyện bình thường, rất là bình thường. Nên là ngày hôm nay thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ tìm biện pháp để mà có thể ngồi lại với chính phủ Do Thái, để làm sao thuyết phục Do Thái với cái đường lối chính trị có tìm lại một biện pháp hòa bình. Nguyên dùng từ nó rất là chính xác, vì đây không thể nó bậy được. Vì cái đợt này, cái vai trò của ông Antony Blinken
nó rất là quan trọng. Vì trên thế giới này thực tế những cái quốc ngoài những quốc gia Trung Đông thì Mỹ vẫn gánh một cái vai trò rất là lớn. Bữa nay ông ta gặp cho Thái, ngày mai ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ đi gặp bên Palestine, sẽ gặp Tổng thống Palestine và vua của Jordani. Có nghĩa là ngày mai ông ta đi gặp, bữa nay gặp Do Thái trước, ngày mai gặp Palestine và đem những lời, những gì Do Thái muốn nói với Palestine, vì họ không nói trực tiếp được nên sẽ nói thông qua Bộ Ngoại giao của Mỹ, và để cho ông Antony Blinken có thể tìm một biện pháp để hàn gắn lại cái sự rạn nứt với cái cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái. Đối với Nguyên thì ông ta nỗ lực làm nhưng Nguyên biết nó không đạt được cái gì. Nói cái câu này thì tình hình bây giờ cái sự phẫn nộ của người Do Thái nó vẫn còn, cái sự phẫn nộ của người Palestine nó vẫn còn, nên là hiện bây giờ mà muốn giải quyết trong 1-2 ngày thì cái chuyện đó rất là khó, nhưng vẫn là cái nỗ lực của phía bên Hoa Kỳ. Nên là Hoa Kỳ sẽ gặp hai bên chia cái làm 2 ngày, bởi vì hiện bây giờ không thể nào ngồi trên cái bàn đàm phán được. Phải chờ cái mọi sự tức giận nó sẽ nguội dần rồi mới kêu hai quốc gia Do Thái và Palestine ngồi chung một cái bàn. Hiện bây giờ thì hợp liên lẻ và hợp vài quốc gia lân cận, trong đó có phía bên Arabia Saudite, có nghĩa là rồi phía bên Jordani sẽ được mời đến để mà cùng một cái buổi họp để mà tìm những biện pháp giải quyết cái mâu thuẫn và ngăn chặn cuộc chiến tranh lớn mạnh. Khi lúc đó nỗ lực của Mỹ đang muốn hòa bình bằng cách liên hệ, ban giao và đối tác sát gần lại, thì đâu đó có vài quốc gia trên thế giới họ không muốn hòa bình, mà họ muốn đốt cái ngọn lửa chiến tranh giữa hai quốc gia này bùng lên lớn hơn. Bùng lớn hơn, quốc gia đầu tiên muốn đốt cái ngọn lửa này không ai xa lạ, chính là ông Iran. Iran, không biết tại sao ông Iran ổng lại làm như vậy. Cách đây vài ngày thì chính phủ Iran, nhà lãnh đạo của Iran đã từng công bố, lãnh đạo đây nguyên nó là lãnh đạo tôn giáo nha, đã từng công bố là chúng tôi không có liên quan bất cứ vấn đề của Hamas, chúng tôi không hỗ trợ cho Hamas và chúng tôi không có liên quan cái vấn đề đó. Nhưng ngày hôm nay thì chính phủ Iran lại có một lời phát biểu. Tổng thống Iran kêu gọi tất cả những quốc gia Hồi giáo, ông ta kêu là những quốc gia Hồi giáo, tất cả những quốc gia Hồi giáo hãy đoàn kết lại để ngăn chặn sự tàn bạo của Do Thái tấn công vào Palestine. Đây là một cái sự kêu gọi đáng sợ. Các quý vị cũng biết là trên thế giới này có rất là nhiều quốc gia đạo Hồi giáo. Tại Á Châu chúng ta cũng có, thí dụ là Indonesia, đạo Hồi giáo rất là nhiều. Thì chúng ta biết rằng là ông ta kêu tất cả những quốc gia đạo Hồi giáo liên kết lại với nhau để bảo vệ Palestine với cái sự tấn công của Do Thái. Đây không khác biệt gì là một cái kêu gọi khiêu chiến về tôn giáo. Và cái lời kêu gọi của Tổng thống Iran là một cái mồi lửa châm vào cho cái cuộc chiến này. Và cái điều đó là cái điều mà Nguyên cảm giác mấy ông Iran lại sai lầm nữa rồi. Iran lại tìm cho mình đến một cái nơi cuộc chiến tranh mới nữa. Đúng ra ông ta im lặng là được rồi. Cái vấn đề của Palestine sẽ có người bảo vệ. Hiện bây giờ có rất là nhiều người xuống đường bảo vệ Palestine. Ngày hôm qua Nguyên cập nhật đó, cả luôn cầu thủ đá banh Cristiano Ronaldo còn cầm cái lá cờ của Palestine. Nên thực tế là Palestine cũng sẽ có người hỗ trợ. Nhưng cái sự kêu gọi của ông Tổng thống Iran là một cái sự kêu gọi châm mồi lửa chiến tranh để thúc đẩy nhiều quốc gia tham gia, đặc biệt là những quốc gia Hồi giáo, đạo Hồi giáo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị, cái mồi lửa này nó không xong rồi. Nói thật với cô chú và anh chị em, Nguyên không biết tại sao phía bên Iran lại có phát biểu những lời như vậy. Đối với Nguyên, nếu ông ta khôn khéo và thông minh là tốt nhất im lặng sau khi mình là kẻ tình nghi, giật dây sau lưng. Tốt nhất là mình im lặng là cách tốt nhất để ứng phó cái tình hình cụ thể, nhưng ngược lại không. Ông ta lại ngược lại châm đổ dầu vào lửa. Ông ta lại xúi dục những quốc gia
về đạo Hồi giáo để bắt đầu châm mồi vào trong cái sự xung đột giữa hai quốc gia Palestine và Israel. Khi lúc đó đã có rồi, đã có rồi các quý vị, Syria, Liban, họ đã bắt đầu có cái dấu hiệu đã tham gia vào trong cái cuộc xung đột này rồi. Và bây giờ ông ta còn kêu gọi nhiều quốc gia nữa. Nhưng mà không phải riêng biệt vì ông ta, ông Pháp và ông Đức cũng tương tự như vậy. Các quý vị lắng nghe ha. Cách đây vài ngày thì Tổng thống Pháp Macron đã nói cái gì? Ông ta khẳng định là kẻ giật dây chủ mưu không ai xa lạ chính là Iran, khi lúc đó chưa có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào hết. Và Tổng thống Pháp đã nói cái câu này. Thì ngày hôm nay có một cái vị lãnh tụ tối cao ở tại châu Âu lại nói tương tự như vậy, chính là ông Olaf Scholz, thủ tướng của nước Đức. Ngày hôm nay nguyên cái văn thủ tướng của nước Đức để cho Nguyên phiên dịch bằng tiếng Việt, ông ta nói rằng nếu không có hỗ trợ của Iran thì khả năng của Hamas không thể nào tấn công vào Do Thái được. Đây là một cái lời khẳng định của phía bên Đức chết. Cho Nguyên nói, trong Liên minh châu Âu 27 quốc gia, hai quốc gia chính quyết định mọi sự việc là Pháp với Đức. Pháp với Đức. Hai quốc gia chính, tuy là 27 quốc gia nhưng vấn đề quan trọng chính mà đưa ra cái quyết định là Pháp với Đức. Ngày xưa có Anh Quốc và Anh Quốc rời khỏi Liên minh châu Âu rồi. Nên là hai quốc gia này đều có những cái tư tưởng giống nhau, kẻ thủ phạm là Iran. Thì thấy có cái dấu mồi gì đó không ổn các quý vị à. Dọn đi đâu đây các quý vị ơi? Nguyên nói đến đây là các quý vị thấy cái mồi nó không ổn rồi nhé. Nguyên nói rồi, mấy ông châu Âu ổng ngộ lắm, ổng khoái đánh ở Trung Đông lắm, đặc biệt là Iran. Tại sao? Vì từ đó tới giờ mấy ổng không bao giờ muốn Iran có sở hữu vũ khí hạt nhân. Đặc biệt là trong quá khứ đã có những sự xích mích xung đột giữa Iran và châu Âu. Và gần đây thì Iran lại lớn mạnh, Iran lại bắt đầu muốn sản xuất vũ khí hạt nhân, Iran lại có tiền, được sự hỗ trợ của Nga và của Trung Quốc. Và bây giờ thì nếu Iran là thủ phạm đứng sau lưng Hamas mà được phanh phui và nhiều quốc gia thừa nhận thì cái kết quả nó sẽ là như thế nào? Không cần chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều đúng không? Nguyên nghĩ bây giờ Nguyên nói đến đây thì các quý vị cũng biết là cái tương lai nó sẽ như thế nào rồi. Trời ơi, nghe nói sao mà nó ảm đạm quá. Bây giờ ông Pháp ổng nói như vậy, ông Đức ổng nói như vậy, tuy rằng chỉ có hai quốc gia nói thôi, nhưng hai quốc gia này là hai quốc gia chính ở tại châu Âu. Ê Nguyên mặc áo lính chứ Nguyên không đi lính đâu nghe. Ê mà không, Nguyên không có đi lính đâu. Ê Nguyên không có liên quan gì cái lý tưởng các ông đâu. Ê mấy ông sao đồ vụ hồi vụ. Nó là tại Pháp và tại Đức, Nguyên đã thấy được là cái lời phát biểu của hai nhà quốc gia lớn tại châu Âu đã nhắm vào Iran. Không khác biệt gì, họ đổ dầu vào lửa, họ ép Iran, họ ép Iran phải có những hành động. Mà bây giờ cái điều này là cái điều nó đang căng thẳng. Hiện bây giờ Nguyên là giữa hai quốc gia nhỏ Do Thái và Palestine, nó dễ giải quyết lắm, nó không có vấn đề gì hết, nó dễ giải quyết chút xíu là xong à, vài ngày một tuần hay cao lắm một tháng. Nhưng bởi vì có sự tham gia của nhiều thế lực, nó đã dẫn đến cái hậu quả các quý vị. Nó đã dẫn đến cái hậu quả. Đây là một cái điều Nguyên lo với cái bản tin và lời phát biểu của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, để chúng ta thấy rõ được là họ có những quan điểm và lời phát biểu của Iran. Họ có những cái dấu hiệu khá xấu và tình hình cuộc chiến tranh có thể bị lan rộng. Và Iran có thể bị kẻ là thủ phạm và sẽ là bị trừng phạt. Trừng phạt bằng hình thức gì thì Nguyên chưa rõ, nhưng thấy có cái dấu hiệu là như vậy. Đó là bản tin mà Nguyên đánh giá là bản tin quan trọng nhất. Và bây giờ thì cho Nguyên đi vào những bản tin chi tiết. Bản tin chi tiết này, chi tiết kia chia sẻ chắc quý vị. Đầu tiên thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em, đó là chánh phủ của Do Thái đã lập ra một cái chánh phủ đặc biệt để đối phó cái tình hình cuộc chiến tranh. Cho Nguyên nhắc như thế này là gần đây nhất thì tình
cái vấn đề nội bộ chánh trị của Do Thái á, nó bị xích mích. Người dân Do Thái họ biểu tình rất là nhiều, chống đối cái đường lối của ông Ben-Yahu, đó là thủ tướng của Do Thái, vì cho rằng cái đường lối pháp lý của ông nó không phù hợp với người Do Thái. Và trong thời gian gần đây, nội bộ chánh trị của Do Thái nó bị gạn nứt. Trong một cái bối cảnh đặc biệt khi Do Thái bị tấn công, nên là chánh phủ Do Thái đã lợi dụng thời cơ lập ra một cái chánh phủ liên minh đoàn kết giữa dân và chánh phủ, cũng giống như chánh phủ Uy Khanh vậy đó, để thúc đẩy cái sự đoàn kết liên minh để ứng phó cái tình hình đặc biệt. Những sự gạn nứt trong đảng phái bỏ qua một bên, chúng ta tập trung chiến tranh. Vì Do Thái cho rằng đây là một cuộc chiến lớn. Do Thái chưa bao giờ, từ khởi đầu Do Thái không cho đây là một sự khủng bố. Trong Nguyên nhắc lại, khi lúc Hamas tấn công thì ngay lập tức thủ tướng của Do Thái, ông ta nói cái câu gì? Là chiến tranh. Ông ta không nói là khủng bố. Nó khác biệt giữa khủng bố và chiến tranh. Khủng bố chỉ là một nhóm nhỏ người, chiến tranh là đại diện cho một quốc gia để bước vào một cuộc chiến. Nên là nó hoàn toàn khác. Nên là chánh phủ Do Thái đã thành lập một cái chánh phủ để ứng phó cái tình hình đột ngột và chiến tranh đã bùng phát. Nên lý do này nó sẽ dẫn đến có nhiều vấn đề, giống như vấn đề bỏ phiếu, bầu cử, tranh cãi trong nội bộ chánh trị, nó sẽ dẹp qua một bên hết. Tất cả bởi vì chiến tranh, nên là mọi sự việc khác sẽ đình trị lại và chỉ có tập trung cho chiến tranh. Hiện bây giờ thì người dân Do Thái rất là nhiều nơi đã đổ xô trở về nước. Khi lúc đó người dân ở tại Do Thái thì người dân nước ngoài ở tại Do Thái thì rời đi. Người dân Do Thái ở ngoài nước thì quay trở về. Vì có thể đất nước Do Thái phải đối đầu với một cái cuộc chiến tranh toàn vẹn với nhiều quốc gia. Nên là những người mà yêu đất nước và những người mà họ có những cái trách nhiệm ở ngoài nước ngoài, họ trở về nước hết. Thí dụ lực lượng Liên Hiệp Quốc Nón Xanh của Do Thái đã trở về nước, để tình hình đất nước có thể xảy ra nhiều biến cố trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến Do Thái. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề thảm họa về nhân đạo và sự lo lắng nhất của Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu. Hiện bây giờ người ta kêu là cái khu vực Gaza, sau cuộc giao tranh của hai bên, hiện bây giờ khoảng tầm 340.000 dân đang sơ tán. Một con số không hề nhỏ, 340.000 dân đang sơ tán. Và 218.000 dân đã tìm được chỗ ở. Tìm bằng cách nào? Họ lấy những cái nơi sân đá banh, những cái nơi bóng rổ nó có cái mái che. Họ lấy những nơi trường học trở thành cái nơi tị nạn tạm thời cho những người sơ tán. Khi lúc đó người sơ tán là 340.000, mà chỉ có 218.000 có một cái nơi che thân mà thôi. Và bây giờ Liên Hiệp Quốc phải giải cứu, mà giải cứu bằng cách nào? Làm sao khi lúc đó bom đạn nó vẫn còn ở tại khu vực Gaza? Ngoài cái vấn đề đó ra thì cái vấn đề mà người ta lo nữa, đó là hiện bây giờ cái cuộc chiến tranh giao tranh, Do Thái đã cắt điện, cắt nước. Và hiện bây giờ không có dầu hỏa. Người dân bây giờ có xe hơi cũng không chạy đi đâu được. Và điện nước không có. Và đây làm tê liệt cái thành phố. Nếu là một cái thời gian dài, nó sẽ rất là khó khăn cho người dân Palestine. Nên dẫn đến cái thảm họa về nhân đạo. Thì bữa nay người ta tranh cãi rất là nhiều về vấn đề này. Chiều ngày hôm qua thì Nguyên đã coi những cái bài phỏng vấn của những đảng phái đối lập. Các quý vị cũng biết cách làm việc của Nguyên là bên Palestine Nguyên cũng nghe, bên Do Thái cũng nghe. Có là bên binh Palestine Nguyên vẫn nghe, nguyên binh Do Thái vẫn nghe. Phía bên binh Palestine họ nói rằng cái khủng hoảng nhân đạo, các quý vị đã thấy khi lúc đó châu Âu còn cắt nhân đạo, các quý vị có quá tàn nhẫn không? Khi lúc đó các quý vị thấy cái khủng hoảng nhân đạo, hiện bây giờ mấy trăm ngàn người họ sẽ không có điện, không có nước, mà cũng không có một nơi che thân. Mà các quý vị còn cấp lương thực viện trợ của chánh phủ Palestine. Cái điều này có đúng hay là không đúng? Đây là cái câu nói của những cái tổ chức đảng phái mà họ chống đối. Còn những cái phía mà họ binh phía bên Do Thái thì họ nói như thế này: những cái số tiền mà quốc tế
những tiền thuế của chúng tôi để mà hỗ trợ cho Palestine về nhân đạo. Chính phủ Palestine không dùng số tiền đó cho dân, mà dùng số tiền đó để mua vũ khí cho Hamas. Nên chúng tôi không viện trợ tạm thời để cho chính phủ Palestine không có kinh phí để mua vũ khí để yểm trợ cho lực lượng Hamas. Bên nào cũng có những cái lý lẽ của mình cả. Bên nào cũng có những cái lý lẽ của mình để mà mình cho rằng là đúng. Nói thực tế với các cơ vậy, Nguyên không binh bên nào hết. Nguyên thấy mấy ông cứ đánh qua đánh lại, dân lúc nào cũng khổ hết. Mấy ông chẳng có ông nào cầm súng hết, chẳng có ông nào lên chiến trường hết. Cái ông nào ông nấy cũng thích chiến tranh, ông nào ông nấy cũng làm ngồi trên một cái văn phòng, mà chẳng có ông nào hết. Phải chăng cho mấy ông phát một cái bộ đồ lính, cho ông một cây súng, ông muốn đánh chiến tranh cái gì, đi vô tuyến đầu đánh cho tôi coi, rồi chúng tôi làm gương theo. Ông nào cũng đánh hết, cuối cùng dân hai bên đều thiệt hại tài sản và của dân hết. Người dân Palestine cũng đáng thương, người dân Do Thái cũng đáng thương. Chỉ có chính phủ là không đáng thương thôi. Nguyên có thù với chính phủ, các người vậy thông cảm. Nguyên có thù với chính phủ. Nguyên rất là ghét mấy những người chính trị như kiểu đó. Lúc nào cũng muốn cái này cái kia hết. Nhưng mà cái người khổ chỉ là dân, còn mấy ổng vẫn ở trong cái văn phòng của mấy ổng. Ông nào ông nấy cũng có villa, có nhà, có cửa, mà chẳng có thấy bây giờ ông nào đổ máu cả. Ông nào đổ máu cả. Nên đối với Nguyên, cái chính phủ Palestine hay chính phủ Israel không có ưa chính phủ nào hết. Thực tế nếu mà họ biết cách dàn xếp thì nó không có cái cuộc giao tranh ngày hôm nay. Và nó sẽ không có xung đột cách đây mấy chục năm chứ không phải mới đây. Vì cái quan điểm mà không biết cách làm sao giải quyết, nó cứ dây dưa mà dân của hai bên đều tổn thất nặng nề hết. Ngày hôm nay con số ca tử vong nó đã tăng vọt. Hiện bây giờ tạm thời 5 ngày thì con số gần cả 3.000 mấy người rồi. Một bên khoảng là 1.500 người đã tử vong. Nguyên tính là dân thường, Nguyên chưa tính gì bất cứ một vấn đề gì khác. Nguyên chỉ tính dân thường thôi. Cái con số dân thường tử vong nó quá nhiều. Con số dân thường tử vong nó quá nhiều các quý vị. Đây là một con số rất là xấu. Rất là xấu. Nên là đó là một cái điều là chúng ta thấy được lý do tại sao thế giới lo. Lý do thế giới lo là bởi vì vấn đề nhân đạo nữa. Nếu không nữa là cái camera nó nắng quá, cái truyền hình nó bị shutdown nữa, nó bị cắt đứt. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề nhân đạo và tình hình cụ thể cho các quý vị biết là khu vực Gaza, vấn đề tị nạn sơ tán hơi phức tạp, khá là phức tạp. Rất là phức tạp. Tình hình cho người dân Palestine đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn. Và cái dấu hiệu cuộc chiến chưa thấy hạ nhiệt. Đó là cái bản tin cụ thể về cái tình hình bức tranh giữa Palestine và Do Thái. Có những bài bình luận khác thì chút nữa Nguyên cập nhật cho các vị sau. Bây giờ thì cho Nguyên đi sang những bản tin liên quan đến sự việc của Ukraine và Nga. Chúng ta không quên thì rằng chúng ta đang bị chi phối với cái cuộc chiến tranh Do Thái và Palestine. Nhưng chúng ta cũng đừng quên, chúng ta còn một cuộc chiến khác phải bận tâm. Đó là cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Cuộc chiến tranh Nga và Ukraine thì có cái gì nói ngày hôm nay? Tổng thống Zelensky, ông ta lại lên tiếng và xác nhận hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là ông ta nói rằng á, với người dân Ukraine rằng, tôi khẳng định với các quý vị, Hoa Kỳ không buông bỏ chúng ta. Tôi đã được cái sự cam kết đến từ chính phủ của Hoa Kỳ, lưỡng đảng quốc hội của Hoa Kỳ. Và tôi cam kết với các quý vị rằng, ông ta nói đây là nói cho người dân Ukraine nghe, lực lượng quân đội nghe, là Mỹ không bỏ chúng ta đâu. Các quý vị cũng biết là gần đây bởi vì cuộc chiến tranh Do Thái và Palestine bùng phát thì ai cũng lo lắng cho vấn đề Ukraine. Vì Mỹ tất nhiên là phải ưu tiên cho Do Thái nhiều hơn là Ukraine rồi. Vì Do Thái là đồng minh. Nên là người ta sợ là bởi vì Mỹ đang gặp khó khăn về kinh tế và Mỹ không thể nào hỗ trợ cho Ukraine tiếp tục con đường dài. Và dẫn đến cái sĩ khí quân đội và người dân Ukraine lo lắng.
Nên cái lời nói của Tổng thống Zelensky là cái lời nói trấn an và để nói rõ rằng là Mỹ vẫn sát cánh cùng chúng ta. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn mà giữa Do Thái và Palestine đang giao tranh thì báo chí nó bận tâm rất là nhiều bên bển. Mấy ông nhà báo ông viết nhiều lắm. Nhưng ở tại Ukraine thì Nga lợi dụng thời cơ và tấn công rất là nhiều. Đặc biệt là cái khu vực mà Avdiivka là cái nơi mà Nga đang tấn công dồn dập mấy ngày gần đây. Thì Tổng thống Zelensky đã công bố rằng là chúng tôi vẫn giữ nguyên cái tình trạng. Tuy rằng Nga có nỗ lực tấn công rất là lớn, rất là mạnh, nhưng chúng tôi vẫn giữ được nguyên cái hiện trạng không bị thất thủ. Tất nhiên Nga thì không công bố gì. Nga cho rằng là Ukraine đã tổn thất rất là nặng nề ở tại khu vực này. Và lực lượng Ukraine phải lùi về sau một cây số gì đó. Phải lùi về sau, đó là những gì Nga công bố. Nhưng mà Tổng thống Zelensky thì nói rằng là chúng tôi giữ nguyên cái hiện trạng, không bị gì xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ngoài ra thì cuộc giao tranh của hai bên vẫn bắn nhau dùng máy bay không người lái. Ngày hôm nay thì chính phủ Ukraine cũng công bố họ đã ngăn chặn 20 mấy chiếc máy bay không người lái. Nga cũng đã công bố là nhiều nơi đã bị Ukraine tấn công, đặc biệt là những nơi gần biên giới giống như thành phố Benhod. Ukraine thì công bố cái sự tấn công của Nga đã làm thiệt hại một cái nơi chứa ngũ cốc ở khu vực miền Nam. Vì hệ thống phòng không của Ukraine không thể ngăn chặn được hết, nên là một số lượng máy bay không người lái đã gớt trúng một cái nơi chứa ngũ cốc ở tại miền Nam, làm tổn hại khá nhiều. Đây là những cái gì mà Ukraine công bố ngày hôm nay. Vì tại sao người ta không bận tâm về vấn đề giao tranh giữa Ukraine và Nga trong vấn đề biên giới? Là bởi vì ngày hôm nay Putin đã rời khỏi đất nước rất là lâu. Đây là cái chuyến công du đầu tiên của Putin sau khi tòa án ra lệnh trừng phạt, truy nã Putin. Đây là cái chuyến công du đầu tiên của Putin, các quý vị. Ông ta đi đến đâu? Ông ta đi đến Kyrgyzstan. Kyrgyzstan là cái quốc gia cũng gần kế bên đó, nằm trong khối liên minh cũ, Liên Xô cũ, và cũng nằm trong cái tổ chức liên minh quân sự của đất nước Nga. Tại sao ông ta đến Kyrgyzstan? Vì hiện bây giờ chỉ còn Kyrgyzstan là chưa bị châu Âu và Mỹ giật dây. Kyrgyzstan là cái quốc gia duy nhất hiện bây giờ vẫn chưa quay xe với ổng. Nên là ổng chọn Kyrgyzstan để mà làm gì? Để năn nỉ Kyrgyzstan ơi, viện trợ cho tao đạn dược đi, tao hết đạn rồi, viện trợ giúp đỡ đi. Hiện bây giờ Putin là lần đầu tiên từ một năm 8 tháng vừa đây, đây là cái chuyến công du của ông đầu tiên. Nó làm cũng rất là nhiều người chú ý, lo lắng và đi theo từng bước đi của ông. Không biết cái chuyến đi của ông có được an toàn hay không, chuyến đi của ông có được tốt đẹp hay không, và sự ban giao của ông như thế nào. Thì cái điều này thì là cái điều mà người ta đang chú tâm. Sau cái chuyến đi Kyrgyzstan, có thể ông đi trực tiếp đến Trung Quốc mà có thể không cần thiết phải về nước. Vì trước sau gì trong tháng 10 này ông cũng đến Trung Quốc mà chưa có ý định giờ giấc rõ nét, chưa được công bố cụ thể. Có thể ông đi trực tiếp đến Trung Quốc và sau đó có thể ghé đến Việt Nam. Đó, có thể thôi. Hiện bây giờ cái lịch trình của Putin nó chưa rõ, nó chưa có được rõ cho lắm. Nhưng cái chuyến công du của ông ở tại khối Á Châu cũng khá là dài. Và bao nhiêu quốc gia ông ghé thăm vẫn chưa rõ. Và những cái chuyến công du của ông nó có bị trục trặc gì hay không, nó có biến cố gì hay không, thì nó thật ra rất là nhiều người mong đợi. Lỡ máy bay cũng giống như là ông trùm Wagner vậy đó, lâu lâu ở đâu tổng sao nó nổ vậy đó, thí dụ như vậy đó. Trung Nguyên nói là các quý vị cũng biết là ông trùm Wagner, ông chết là bởi vì theo cái báo cáo của Nga cho biết là trong chiếc máy bay nó có lựu đạn. Bởi vì trên những xác chết của ông Prigozhin và nhiều quan chức khác trên máy bay, nó có mảnh vỡ lựu đạn nó dính trên xác chết. Thì lỡ đâu ra Putin cũng có lựu đạn thì sao? Lũ thì sao? Lũ thì nhiều lắm à. Đó.
Nên là cái điều này chúng ta không biết được là cái chuyến đi của Putin nó sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng mà báo chí và tình báo thì nó đi rất là sát. Đặc biệt là nó coi Putin đang đến với cái mục đích gì. Vì họ biết rằng Nga cũng giống như là Ukraine đang cần vũ khí. Và cái điều đó thì họ đang coi cái sự diễn biến, đặc biệt là họ đang chờ đợi cái sự gặp mặt giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin. Họ có thực tế là liên minh ký quân sự đồng minh hay không? Đó là cái điều mà người ta bận tâm nhất. Nên báo chí ngày hôm nay thì họ viết rất là nhiều, khi lúc đó Nguyên chưa nhận cái kết quả là nói về vấn đề mà ban giao giữa hai quốc gia Kyrgyzstan và đất nước Nga. Đó là báo tin liên quan đến Putin để cho các quý vị thấy rõ được là tình hình cụ thể như thế nào và ngày hôm nay thế giới đang bận tâm ra sao. Trong một cái bối cảnh mà cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga chưa kết thúc thì chúng ta đã biết được cái gói trợ cấp của nước Đức sẽ gửi khẩn cấp, đó là vấn đề đạn dược. Nước Đức, trong Nguyên nói, ở tại châu Âu là cái quốc gia hỗ trợ đứng thứ hai trên thế giới. Đầu tiên là Mỹ, thứ hai là nước Đức. Nhưng mà nước Đức gửi rất là chậm. Đức gửi giống như chậm lắm. Hứa thì nhiều, nhưng mà gửi thì chậm. Nhưng đợt này thì nước Đức cho rằng là vì tình hình chiến tranh, nước Đức sẽ thúc đẩy. Và nước Đức sẽ gửi lẹ hơn. Và cái gói trợ cấp của Đức đã đến Ukraine. Tất nhiên đây chỉ là một cái gói trợ cấp nhỏ, đặc biệt là vấn đề đạn dược, để cho Ukraine có đạn dược để mà phản công. Ngoài ra thì ông Nga ngày hôm nay ông đã công bố là ông đã tiêu hủy một nhóm đặc nhiệm của Ukraine xâm nhập đi sâu vào khu vực Kherson. Trong Nguyên nói, tin của Nga chúng ta nghe để chúng ta tham khảo, chúng ta nghe chứ chúng ta nghe để biết, chứ không nên quá đặt niềm tin. Nhưng mà họ nói thì Nguyên cập nhật cho các quý vị thôi. Họ cho rằng là mấy ngày gần đây thì số lượng binh sĩ của Ukraine đã qua sông Kherson khá nhiều, và một nhóm đặc nhiệm đã đi sâu vào trong thành phố. Và cái nhóm đặc nhiệm này đã bị ngăn chặn với cái phòng thủ và họ đã bị tiêu hủy. Cái nhóm đặc nhiệm này có khoảng tầm 25 người. Họ nói như vậy, Nguyên cũng chẳng có rõ. Ukraine thì chưa có phản hồi về cái vấn đề này. Ukraine vẫn giữ im lặng, không thấy bất cứ một phản hồi nào. Thì Nga thì họ vẫn đưa cái bản tin là họ cho là cái phòng thủ ở tại miền nam của họ khá là vững chắc. Nên cái điều đó là chúng ta thấy rõ được là cái sự việc tình hình biến cố trên chiến trường nó vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khu vực miền nam. Nguyên đang chờ đợi cái cuộc đánh lớn ở tại miền nam của Ukraine, mà Nguyên chờ đợi mãi vẫn chưa thấy. Nguyên đã thấy cái dấu hiệu là họ có sự chuẩn bị rất là rõ luôn. Họ qua sông thường xuyên, ngày nào cũng 50, 100, 200 tỷ bữa, lúc nào cũng qua hết. Họ đóng đô đâu đó thì họ không nêu rõ vì họ sợ tình báo mà Nga pháo kích. Thì họ không nêu rõ chúng ta biết, nhưng qua sông là thấy rõ. Nhưng mà đã số lượng cũng khá đông, một thời gian cũng được vài tuần rồi, mà không thấy một cái dấu hiệu nào đánh lớn ở tại miền nam hết. Chưa thấy gì hết. Mà ngày hôm nay thì Nga nói là Nga đã tiêu hủy một nhóm đặc nhiệm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề Nga đã công bố cho chúng ta biết. Ngoài ra thì tình hình cụ thể nó như thế nào? Hiện bây giờ thì nói chung chung là sĩ khí quân đội. Thì Nga bắt đầu lấy một chút xíu niềm tin nhờ cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Palestine. Vì Nga đã tuyên truyền rằng Ukraine đã bị buông bỏ. Trong tương lai Ukraine không còn được sự ủng hộ của phía bên NATO nữa, Ukraine sẽ cô độc và lúc đó Nga sẽ cơ hội chiến thắng. Và hiện bây giờ Nga chơi cái chiêu bài này được tuyên truyền lên rất là nhiều trên đài truyền hình của Nga, báo chí của Nga, blogger của Nga, vân vân và vân vân. Có nghĩa là Putin vẫn thừa nhận rằng là cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Palestine, Nga hưởng lợi về tình hình cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Và cho rằng là Ukraine ngày hôm nay sẽ là cô độc. Không. Nếu Putin và đất nước Nga đánh giá như vậy là hoàn toàn không đúng đâu. Không đúng các quý vị. Tuy rằng cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Palestine, NATO, châu Âu khá là hứng thú. Nhưng mà họ cũng không thể nào buông bỏ Ukraine được. Vì Nguyên nói vấn đề địa lý chính trị. Cái vùng đất của Ukraine là cái vùng đất nó quá lớn và nó đi sâu vào trong đồng minh của NATO. NATO sẽ không thể nào để cho Ukraine thất thủ. Có thể giữ nguyên cái hiện trạng,
nhưng không bao giờ để cho Uy Khanh thất thủ. Vì nếu một ngày Uy Khanh thất thủ thì cái sự đe dọa đến đồng minh của NATO rất là lớn mạnh, và những quốc gia nhỏ sẽ bị Nga nuốt chọn, và cái điều đó NATO sẽ không cho phép. Nên vấn đề NATO dù khó khăn cách mấy, nền kinh tế khó khăn cách mấy, dù tình hình cuộc chiến có tham gia vào ở tại Trung Đông hay không là một câu hỏi, dù có đi nữa cũng không buông bỏ Uy Khanh. Đó là cái nhìn cá nhân của Nguyên nha. Dù có đi nữa cũng không buông bỏ Uy Khanh. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của tình hình về, mình kêu là sĩ khí, và tình hình cái quan điểm chính trị của Nguyên trong cái bối cảnh mà chúng ta đang phân vân tương lai của Uy Khanh nó như thế nào. Và bây giờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Uy Khanh đã tiết lộ cho chúng ta biết cái kế hoạch trong tương lai của Uy Khanh sẽ như thế nào. Kế hoạch trong tương lai của Uy Khanh từ giây phút này đến từ giây phút này chúng ta là mùa thu đến mùa đông, Uy Khanh sẽ bắt đầu dồn dập tấn công chính xác địa điểm chính là mùa đông. Uy Khanh sẽ khi lúc đó được cái sự hỗ trợ được F-61 trở về nước, với những phi công trẻ tuổi lái máy bay F-61 bay trở về nước đến từ khắp nơi, đến từ Mỹ, đến từ Canada, đến từ Pháp, đến từ Bỉ, đến từ Hòa Lan. Những phi công này bay về với F-61 để yểm trợ cho cái cuộc chiến vào mùa đông. Vậy thì là mùa đông năm nay Uy Khanh sẽ đặt ra một cái kế hoạch lớn là đánh lớn. Đánh lớn với F-61. Vậy thì F-61 nó có thể đem thắng lợi cho Uy Khanh hay không? Cũng có thể. Bởi vì tại sao cũng có thể? Vì là từ đó tới giờ Uy Khanh không có máy bay. Uy Khanh vẫn thắng được ít. Bây giờ có máy bay thì phải cơ hội thắng cao chứ. Đó. Có F-61 cổ vũ. F-61 cổ vũ thì nó phải mạnh hơn chứ. Đó. Thì bây giờ là có kinh nghiệm hơn, có F-61 cổ vũ thì nó sẽ có cơ hội thắng hơn. Và bắt đầu là mùa đông, khoảng tầm 25 tây tháng 12 sẽ có vài quốc gia sẽ tặng quà Noel, một tây sẽ có những quốc gia tặng quà Noel. Các quý vị không có hiểu tại sao F-61 hả? Chắc là các quý vị không theo dõi diễn đàn của Nguyên một thời gian dài, nên là các quý vị không biết tại sao Nguyên kêu F-61. Chứ Nguyên không có kêu lộn đâu, Nguyên cố tình, chứ không phải kêu lộn được. Nếu kêu lộn thì Nguyên cố tình chứ không có lộn chỗ nào hết á. Đừng có ngạc nhiên mà đặt cái câu hỏi cho Nguyên, Nguyên cố tình kêu nó như vậy. Mà mấy bác theo dõi diễn đàn lâu ngày là biết tại sao Nguyên kêu cái kiểu đó rồi. Thì chúng ta, chuyện đó chúng ta nói qua cái vấn đề khác nha. Bữa khác chúng ta tâm tình với cái kênh kia nó vui hơn. Cái kênh này Nguyên đang tập trung với cái cao độ về vấn đề thông tin chính xác để chia sẻ cho các quý vị. Mùa đông năm nay thì cái kế hoạch theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Uy Khanh, khi được sự yểm trợ của máy bay và hệ thống phòng không và quả tiễn tầm xa, thì Uy Khanh có thể trực tiếp lấy lại những nhiều khu vực trong tay của Nga quản lý. Ở đâu thì chúng ta không biết. Và Uy Khanh đang chờ đợi cái sự việc này. Nên là tạm thời bây giờ cuộc chiến tranh giữa Uy Khanh và Nga tạm thời sẽ lắng động lại trong cái thời gian vài tháng kế tiếp, và chuẩn bị cho mùa đông. Thì Nguyên cầu mong rằng là cho cái cuộc chiến Ukraine và Nga mau kết thúc, đặc biệt là cuộc chiến thắng của Ukraine. Nó đơn giản là không thể để cho kẻ xâm lược thắng được. Vì nếu để cho kẻ xâm lược mà thắng, nó tạo ra một cái thành lệ, và những quốc gia mạnh ai cũng làm giống nhau hết. Nên vấn đề bảo vệ Ukraine đó là vấn đề thiết yếu, và phải cần thiết làm điều đó. Cần thiết làm điều đó các quý vị. Đặc biệt là Ukraine vô tội. Ukraine đâu phải là tấn công Nga trước đâu. Chính Nga là người tấn công. Nên là Ukraine là một cái nạn nhân. Và sự xâm lược của Nga đã làm cho cả thế giới đứng tim. Và bây giờ nếu chúng ta ngừng cuộc chiến Ukraine và Nga, Ukraine mà thắng là một cái tin mừng, rất là mừng. Mừng cho người dân Ukraine và mừng cho cả nhân loại được rời ra khỏi sự lớn mạnh của độc tài. Nên là nếu Ukraine mà thắng là chuyện rất là ăn mừng thật đó các quý vị, ăn mừng thiệt đó.
Đó là bản tin liên quan đến Ukraine ngày hôm nay. Đây là thông tin thời sự nóng bỏng trong ngày mà Nguyên có thể nói là Nguyên cho rằng những bản tin nóng nhất trong ngày mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Mạng phép cho Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Bye bye các quý vị. Người bỏ tôi đi như áng mây lẻ loi tận phương trời, như gió bay hoa rơi buồn cho người, như chiếc hồn ta chào nhau lần cuối. Người bỏ tôi đi oan thiên hay nghiệt ngã, cho đêm thâu vật vã trái tim tôi sẽ đơn côi từ đây. Người bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường. Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai. Lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhắc cho ai một quãng đời, có thấy run run bờ môi người, có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dấu thương đau dấu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường. Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai.
lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhắc cho ai một quãng đời, có thấy run run bờ môi người, có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi, sao trong tôi còn nhớ, trong tim, trong nhịp thở, dẫu thương đau, dẫu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Người đã quên tôi, sao trong tôi còn nhớ, trong tim, trong nhịp thở, dẫu thương đau, dẫu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ.